Xin chào đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Sisen XC Core 33, dòng xe đạp địa hình leo núi giảm xóc hơi và sử dụng bộ vành bánh là cặp Shimano, vành bánh là 27.5 inch, cấu hình Shimano Atut, cá tía Shimano Tourlay, khung nhôm, các sơn nguyên bản, là toàn bộ xe là được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng về, nguyên zin hết 100%. Khung nhôm và cái cách thiết kế cực kỳ đẹp, các bác nhìn trên hình đây, thiết kế khung hộp cực kỳ là cơ bắp, nhìn rất là chắc chắn xe, một chiếc xe rất là chắc. Dây thì chạy âm sườn, chạy hết âm sườn, và cái độ mới của xe này thì em đánh giá cái độ mới nó phải còn được 85-90%, rất là mới, cực kỳ là mới, từ nước sơn rồi đến xích lít, bộ chuyển động các thứ ấy. Các bạn nhìn trên hình đây, nguyên zin hết. Đấy, còn cực kỳ là mới. Những cái vân lốp, các bạn nhìn nó vẫn còn những cái ba vía của lốp này. Đấy, chúng tôi là chủ cũ, họ chỉ đi lướt lát qua rồi bám lại, nên là độ mới, giữ cái độ mới rất là cao. Vành bánh là 27.5 inch, nguyên zin theo xe. Của chiếc xe là bi vòng các bác nhé, sử dụng mayo bi vòng, bi lạc đạn ấy. Cũng là con heo dầu, sử dụng cả thanh dầu, và bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng lip, và đây là đạp đĩa Shimano Tourlay với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì đây, chiếc xe vẫn là nguyên zin nguyên bản hết, từ những cái ghi đông này, củ phốt này, phốt tăng này, nguyên bản hết. Đấy, và được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Atut và cụm phanh dầu SX. Giảm xóc hơi, giảm xóc này là zin theo xe luôn các bác nhé, giảm xóc rất là đẹp. Khóa này, ở chỗ bơm hơi này, còn cực kỳ là mới. Mấy bữa trước cũng là bi bạc đạn này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Bộ chuyển động Atut 9 tầng lít, đạp đĩa Tourlay 3 tầng đĩa và 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là bật, do xe này còn rất là mới, nên là cái bộ chuyển động hay là tất cả những ổ trục đi còn cực kỳ là ngon. Chiếc xe này bán lên mức giá chỉ có là 6.900.000, một cái mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp cho các bác đi thể dục, rèn luyện sức khỏe, và sử dụng cái bộ group nó cũng tương đối là ngon, phanh dầu xóc hơi rồi đồ Shimano Atut. Mức giá chỉ có là 6.900.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 789 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông, chọn tất cả
để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video.